Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng năm 1997-2022 và chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 18 tháng 5. Sáng nay, ngày 12 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tọa đàm Tri thức khoa học, công nghệ chung tay vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Võ Công Trí đồng chủ trì tọa đàm. Dự buổi tọa đàm có ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cố Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phạm Quang Thao cùng đông đảo đội ngũ tri thức khoa học công nghệ tại địa phương. Tọa đàm là dịp để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, trao đổi và cảm ơn đội ngũ tri thức thành phố về những đóng góp trong suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển thành phố. Đây còn là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia ý kiến, hiến kế những giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá để tạo ra các động lực mới cho phát triển thành phố. Nhất là trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai xây dựng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trình Trung ương phê duyệt trong thời gian tới. Tôi rất mong các đại biểu quan tâm, thảo luận, góp ý, hiến kế thêm cho thành phố về vấn đề tăng trưởng, về cơ cấu kinh tế thành phố, nhất là sau đại dịch COVID-19. Cần tập trung vào những nhóm ngành kinh tế mũi nhọn nào để đảm bảo sự cân bằng trong cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố. Có thể nói, sau 25 năm cống hiến và trưởng thành, đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ thành phố đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn. Tại tọa đàm, đội ngũ tri thức thành phố đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung tâm huyết trên các lĩnh vực, nhằm góp phần phát huy sức mạnh nội tại, tạo ra các xung lực phát triển mới cho thành phố. Đề nghị thành ủy giao cho các cơ quan tham mưu giúp việc của thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố xem xét xử lý một số vấn đề về cơ chế chính sách cụ thể như là về chính sách cán bộ, kinh phí hoạt động nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động của Liên hiệp hội, tạo điều kiện xây dựng tổ chức Liên hiệp hội Đà Nẵng thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh như kết luận 93 ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành. 2. Đề nghị thành phố giao cho Liên hiệp hội Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành của thành phố xây dựng đề án tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của thành phố 2 năm hoặc 5 năm một lần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Để thực sự trở thành đô thị hạt nhân miền Trung thì liên kết vùng, lan tỏa, phát triển sang các địa phương lân cận là điều cần thiết. Ranh giới phát triển kinh tế không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính. Phát triển của Đà Nẵng sẽ tác động lan tỏa trực tiếp đến các vùng lân cận của Quảng Nam. Đà Nẵng và Quảng Nam lâu dài sẽ trở thành cụm đô thị động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhưng làm thế nào để kết nối hai địa phương có địa giới hành chính riêng thành một không gian phát triển kinh tế chung? Điều này rất cần ý kiến tư vấn của các tri thức, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, không những cho những người làm chính sách ở địa phương mà kể cả trung ương. Đề nghị nghiên cứu khảo sát thiết kế cầu qua sông Hàn tại nút Đông Đa với quy mô là 6 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, nối quận Hải Châu qua quận Sơn Trà để gánh bớt cho cầu sông Hàn hiện tại đã quá tải. Phải xây dựng cho được cái cơ sở dữ liệu lớn mà hiện nay thì chúng ta mới bắt đầu thôi. Phải có một cái đơn vị nào đó đứng ra làm thì lãnh đạo thành phố có thể giao sở du lịch, có thể giao liên hiệp hội, có thể giao hiệp hội chúng tôi hoặc là cái quỹ xúc tiến tôi vừa thành lập. Có một cái nền tảng dữ liệu lớn như thế về tài nguyên du lịch, về cơ sở dịch vụ thì chúng ta mới nhanh chóng kết nối vào với các nền tảng lớn. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố cần tiếp tục huy động sức mạnh đội ngũ trí thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp, hiến kế nhiều ý tưởng, công trình khoa học xây dựng và phát triển thành phố trong tương lai, nhất là tham gia phản biện cho ý kiến đối với quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trong bối cảnh khoa học và kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và tác động vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thành phố xem đây là cơ hội và cũng là một thách thức không nhỏ. Song thành phố đang xác định lấy khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ cao làm nền tảng để xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử. Do vậy, thời gian đến để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ tri thức thành phố nói chung, Liên hiệp hội nói riêng trong việc xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12, tôi xin đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố cùng với đội ngũ tri thức thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Thành ủy về hoạt động nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ gắn với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả chương trình số 36 ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện chuyên đề phát triển công nghệ cao, xây dựng thành phố trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia và khu vực, lấy khoa học công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế và có sức cạnh tranh cao. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nghiên cứu và có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành đến làm việc có thời hạn tại thành phố để trao đổi và hỗ trợ giải quyết những vấn đề bức thiết trong quy hoạch đô thị, xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, tương xứng để huy động, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học của thành phố cống hiến. Dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố bức trướng Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.